Rồi chào mọi người đến với kênh của mình ha. Mình là linh kiện rapamly.com. Thì mình chuyên bán linh kiện cũng như là hàng lắp ráp sẵn, như là âm ly, cục đẩy. Như như các mọi người đang thấy trước mặt mọi người ha, là một cục đẩy 32 sò. Thì đây là hàng lắp ráp ha. Thì về nếu mà hàng lắp ráp thì mình có thể lựa chọn được linh kiện nó hàng chất lượng cũng như là ưng ý với từng khách hàng. Thì hôm nay mình giới thiệu và quay test clip này cho anh em xem ha, là đây là cục đẩy 32 sò đang cắm điện sẵn ha. Thì bây giờ mình báo giá trước là cục đẩy 32 sò này chạy là hai biến áp và có khởi động mềm riêng biệt, từng kênh hoạt động riêng biệt ha. Thì giá của cục đẩy này là 5 triệu mình bao ship luôn nha mọi người. Thì anh em nào có nhu cầu lắp ráp thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook cũng như là điện thoại của mình ha, hoặc là website mình sẽ để phía dưới, và Zalo, Facebook đều là số điện thoại là 0935 3233 78 nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử một khúc nhạc của cục đẩy này ha. Bây giờ mình sẽ báo giá cho mọi người nghe là 5 triệu mình bao ship luôn ha. Rồi rồi bây giờ mình quay cái nội thất của cục đẩy ha. Đầu tiên á là cái vỏ, là vỏ C20 xanh ha, hai volume tổng, hai công tắc hoạt động riêng biệt hết nha. Rồi ở đây tiếp theo là bên trong của nó là hai biến thế rất là to. Mỗi biến thế là tắt cái quạt hơi cái quạt ù. Mỗi biến thế là 25 A nha mọi người, đồng 100% nha. Đây là biến thế bên mình đặt quấn. Và từng biến thế thì sẽ có cái mạch khởi động mềm đây. Hai cái mạch này chính là hai cái mạch khởi động mềm ha. Riêng biệt chạy cho từng biến thế luôn nha. Cái mạch khởi động mềm là gì? Là nó sẽ bảo vệ cho công tắc này. Thì mọi người anh em á, có xài biến thế lớn hoặc là âm ly hoặc là cục đẩy thì thông thường bị dính công tắc, tức là mình không có tắt được, bật là nó dính luôn, nó nhảy luôn. Thì đó, đây là cái mạch khởi động mềm để khắc phục cái điều đó ha. Và hiện tại bên mình có bán cái mạch khởi động mềm luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái nội thất ha. Rồi bây giờ cái mặt này. Rồi bây giờ là men này là 32 sò ha. Đó, mạch sợi tinh trắng ha, chạy biến thế thì mình nói rồi 25 A, nguồn là 120 V đơn, nguồn là 120 V đơn AC. Rồi chạy là 12 tụ ha, mỗi tụ mình quay cận cảnh luôn ha. Mỗi tụ là 200 V 2020 nha, mọi người có thấy không? Đó, 200 V 2020 nha. Rồi đây là mạch chạy tinh trắng ha, cục đẩy
32 sò, mỗi bên là 16 sò nha. Ở đây mình chạy với sò Toshiba C52A1943 ha mọi người. Sò lớn nha, đây là. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Và chạy riêng biệt hai quạt luôn nha, hai quạt đây sử dụng quạt 220V luôn. Cho cái công suất rất là mạnh nha, nó hỏi rất là mạnh. Để giải nhiệt cho cái phần công suất này. Thì đối với cái quen này á, mình đang ráp như thế này để cho khách á là đánh với hai cặp súp đơn, tức là bốn cái loa súp đó. Thì mọi người có thể ráp cục này đang đánh với để đánh với bốn cái loa full, một cặp full đôi tức là bốn cái bát, hoặc là hai cặp full đơn. Còn thì tóm lại mình bao cho đánh bốn cái bát. Về loa thì nếu mà từ 220 con 100 thì mọi người có thể đánh thoải mái ha, không vấn đề gì hết, đi xô đồ là thoải mái. Tại vì biến thế này là đồng 100% trên cái độ chịu đựng nó rất là cao. Và toàn bộ linh kiện em sử dụng loại tốt hết nha. Thì bây giờ á, tí nữa mình sẽ quay cái một khúc nhạc nữa rồi kết thúc video. Thì nhưng mà sẵn đây mình giới thiệu với mọi người, đây là cái mạch. Đây là cái mạch khởi động mềm ha. Để công chức năng là gì? Tức là khi bảo vệ công tắc của mình không bị chập cái công tắc lại thì nó sẽ hư cái ly. Thì đối với những cái biến thế lớn thì mọi người sử dụng cái đó rất là tốt. Tại vì biến thế lớn khi mọi người vừa bật điện thì cái công suất mà nó nạp cho cái biến thế rất là lớn, cho nên cái tiếp điểm của cái công tắc thường nó chịu không nổi, nó sẽ cháy và chập luôn công tắc đó, và mọi người không nhả ra được, tức là âm ly nó sẽ bật suốt. Thì bây giờ mạch khởi động mềm này, đây bên mình có bán mạch khởi động mềm này luôn nha mọi người. Thì cái mạch thì mình báo giá luôn ha, cái mạch này giá sẽ là 90.000, chưa phí ship nha mọi người. Mọi người ai mà mua hai mạch thì mình sẽ bao ship, nhưng mà một mạch là 90.000 đó. Thì ở đây mình sử dụng, mình hướng dẫn mọi người lắp luôn ha, mạch rất là nhỏ gọn nha. Rồi cái ở đây có những cái phần nè, có hai cái lỗ này SW nè, tức là công tắc. Thì mọi người cứ lắp cái công tắc vô đây là được, là khi mọi người muốn bật cái khởi động cái mạch này lên á là nó sẽ ra, mình sẽ bật cái công tắc để nối cái tiếp điểm giữa hai cái lỗ này lại với nhau nè, hai cái này để câu công tắc hai lỗ ha. Rồi cái phần điện 220V nè, các mọi người thấy không, là mình cáp vào điện 220V, đây là hai chân thì là cáp vào điện điện lưới của chúng ta. Rồi cái tiếp một là gì, tiếp một là tăng phô á, TB chứ, tăng phô nè, TB1, tức là một dây của cục biến áp. Rồi ở phía bên đây sẽ có TB2, đây mọi người có thấy không, TB2 là một dây còn lại của cục biến áp, tức là đầy đủ rồi. Thì đây là biến áp câu hai lỗ này ha, TB1, TB2, còn điện 220V vô hai lỗ này, có ghi 220 nè. Rồi SW là câu công tắc vô, thì chức năng khởi động mềm của cái mạch này sẽ hoạt động rất là tốt. Thì cái mạch báo giá chính xác luôn nha mọi người, là 90.000, chưa phí ship. Phí ship thì khoảng 30.000 nữa. Còn nếu mà ai mua hai mạch là mình bao ship ha. Rồi anh em muốn mua thì cứ nhu cầu liên hệ mình nha. Rồi cái phần cục đẩy này á là bây giờ mình test một khúc nhạc mọi người nghe nha. Rồi để mình bắt nó lên cái đã, mình quay cận cảnh luôn ha.
Rồi còn một điều nữa mình chưa có báo với mọi người á, là cái cục đẩy này á, do nó sẽ đánh thẳng nha, tức là nó không có mạch lọc súp đâu, nó công suất rất lớn nhưng không có mạch lọc súp, tức là mọi người cắm tín hiệu vào phía sau á thế nào thì nó sẽ đánh ra thế đó và công suất sẽ lớn hơn. Ví dụ mọi người đưa tín hiệu súp vào nó sẽ ra kênh đó là súp, đây là hai kênh riêng biệt, mọi người cứ chia ngay giữa vậy nè cho nó ấy, tức là bật công tắc này thì kênh này chạy, quạt này chạy và công suất bên đây đang hoạt động bình thường, và công tắc này bật thì bên đây, tóm lại là đây là hoạt động riêng biệt ha. Rồi tín hiệu sẽ cho vô hẳn, tại vì sao, khách của mình á, đặt với yêu cầu là đánh với vang số cho nên khách của mình sẽ lọc tín hiệu súp từ vang số và đưa xuống cục đẩy này và mình sẽ cho đánh trực tiếp luôn đó. Về cái phần mà khuếch đại á, thì ở đây mình đã tinh chỉnh là cái mạch rồi, cho nên cái độ nhạy của cái volume này á, đang là rất là lớn, mọi người chỉ cần nhích chút xíu thôi là đã lớn. Đó là yêu cầu của khách mình, thì cái vấn đề này thì mình chỉnh được hết, không có vấn đề gì hết đó. Mình sẽ cho trực tiếp vô hẳn nha, mọi người lưu ý. Còn ví dụ cái cục đẩy này, nếu anh em mà muốn đánh súp á, thì thứ nhất là phải có nâng tiếng idle để đưa cái cổng súp ra để đút vào cục đẩy này đánh, hoặc là đánh loa full đôi full đơn thì bình thường cứ cắm nhạc vào đánh thôi, hoặc là phải có vang cơ, còn có những cái vang có chế độ lọc súp, rồi vang số cũng được, chứ mixer thì không có lọc súp nha mọi người. Mixer hoặc là có lọc của Behringer thì sẽ có cái cổng súp. Tóm lại nó cần một cái phần tín hiệu súp vào máy định đánh được súp, tại vì nó là mình ráp theo kiểu là đưa cái gì vào nó sẽ ra trực tiếp cái đó, chứ nó không có mạch lọc súp ở đây. Thì anh em nào muốn nhu cầu là ráp mạch lọc súp á, mình sẽ ráp phần sau đít thêm. Rồi thế này ha, rồi chào mọi người nha, mọi người đăng ký kênh của mình nha.